Ông bố mức giá test nhanh PCR mới tại các cơ sở y tế. Theo thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2 có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2, mức thanh toán đối với test nhanh COVID-19 không quá 78.000 đồng mỗi xét nghiệm, với xét nghiệm athea mẫu đơn không quá 500-1.800 đồng mỗi xét nghiệm. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của nhà nước thực hiện, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2 có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2, mức thanh toán đối với test nhanh COVID-19 không quá 78.000 đồng mỗi xét nghiệm, với xét nghiệm ata mẫu đơn không quá 500 linh 1.800 đồng mỗi xét nghiệm. Thông tư áp dụng đối với các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Không áp dụng thông tư này đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Mức giá quy định tại thông tư cụ thể như sau, xét nghiệm SARS-CoV-2 ag test nhanh mẫu đơn, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng mỗi xét nghiệm. Mức giá theo quy định hiện hành ở thông tư 16 là 109.700 đồng mỗi xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn. Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương. Cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng mỗi xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương. Cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm sars cov 2 cho phản ứng theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 500 linh 1.800 đồng mỗi xét nghiệm. Trường hợp vượt mẫu, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm sars cov 2 cho phản ứng theo quy định. Trong đó, sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov 2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám, Chữa bệnh trực thuộc các bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương trừ trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm sars cov2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Việc xác định mức giá thực hiện theo quy định như trên, trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định, nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm sars cov2 theo quy định tại thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc bộ y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt bệnh viện hạng y thuộc các bộ cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng mức giá thực hiện theo quy định như trên các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé